đây là khu vực đang là thi đấu. Và hai đô đang biểu diễn xe đài do các đồng tác diễu võ diễu hoài của các clip và của Vĩnh Phúc. Các trọng tài chuẩn bị, hai đô còn chuẩn bị hiệp thứ nhất, trận thứ nhất hiệp số 18 bắt đầu. Thế nhưng mà tiêu thì vẫn rất thơm và rất cay, không có vấn đề gì đâu. Dưới một vườn đánh đen là một chuyện rất bình thường. Nguyên vào có một bây giờ đi chiến năm chú Đăng Phong. Chiến đang chiến ưu thế. Có thể là đội chiến lúc này vượt trội về tuổi tác cũng như thể lực, nhưng mà nếu mà thắng Đô Nguyên cũng chưa phải cái chuyện dễ dàng. Chúng ta thấy vừa rồi cái tinh thần thi đấu của Đô Nguyên, của các cô ấy. Và trong Thái Sơn dừng trận đấu, ngoài Ado đứng dậy tiếp tục thi đấu. Thái Sơn quá. Kết thúc rồi, vâng, không vấn đề gì cả, chúng tôi không có kết quả. Đôi, một đồng tác ra đòn hụt, dẫn đến sự phản ứng của đối chiến nhân loại Đô Nguyên của các quế.